Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã thay mặt Chính phủ báo cáo tình hình tổ chức triển khai 34 luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến trước kỳ họp thứ 5, cũng như việc chuẩn bị triển khai các luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 5. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có giải pháp kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, thời gian qua, công tác tổ chức triển khai thi hành pháp luật và xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành nhiều thời gian chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp và cụ thể. Tính đến nay, Chính phủ đã ban hành được 38 văn bản, trong đó 10 văn bản đã được ban hành đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Còn lại 10 văn bản chưa được ban hành. Về quá trình triển khai luật, Phó Thủ tướng cũng nhận định có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật. Một số cơ quan chủ trì chưa chủ động, chưa dự liệu hết tất cả yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng, chưa phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của tổ chức, pháp chế, các chuyên gia trong việc xây dựng ban hành các văn bản. Nhiều văn bản nợ từ các kỳ báo cáo trước, một số trường hợp khoảng thời gian từ lúc luật nghị quyết được thông qua đến thời điểm có hiệu lực là rất ngắn, không đảm bảo thời gian cần thiết để xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị quyết, có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong tham mưu xây dựng thể chế tại một số nơi. Ngay sau báo cáo của Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 1.010 văn bản, bao gồm 23 luật và 101 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh và 882 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thẳng thắn chỉ ra, chất lượng một số văn bản hướng dẫn luật chưa bảo đảm chất lượng, có tuổi thọ ngắn, vừa ban hành đã phải sửa đổi bổ sung hoặc ngưng hiệu lực thi hành do bất cập không phù hợp với thực tiễn hoặc có những vướng mắc cản trở sự phát triển. Có giải pháp kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo soạn thảo để ban hành 13 văn bản quy định chi tiết thi hành 8 luật, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật. Còn nợ đọng không để làm phát sinh thêm thủ tục, thêm giấy phép con, thêm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới, không phù hợp, thiếu tính khả thi, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân trong thực hiện. Chấm dứt việc sử dụng hình thức văn bản hành chính để đặt ra thủ tục và yêu cầu khác với quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục kịp thời hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm. Những tồn tại hạn chế nêu trên là do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, nhưng trước hết là do người đứng đầu một số bộ ngành địa phương chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, chưa dành sự quan tâm thỏa đáng đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi phụ trách. Về triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh các tháng cuối năm nay và năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội cần chủ động phối hợp chặt chẽ, từ sớm, từ xa với các bộ, cơ quan, chú trọng phát hiện và xử lý những quy định có dấu hiệu sơ hở, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng tiêu cực.